Còn em kêu là đó gì chứ ai tặng hoa cho em, tặng hoa đi. Anh nói là hoa đâu có ăn được, đâu gì ăn được, em tặng. Ngoài lộn thộn ra thì không có tật xấu gì đâu. Ngoài lộn thộn ra là không có tật xấu gì. Không có gì luôn. Nhiều lắm, kể không được nên em nói vậy cho nó ngắn. Nói vậy cho nó ngắn. Mà được cái vợ em chịu khó mà cằn nhằn lắm, còn em chịu khó nghe lắm. Dạ, em là Hà Tuấn Anh, em 27 tuổi và em là tài xế. Hà Tuấn Anh? Dạ. Nãy trước khi giới thiệu tưởng em là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Dạ không, em Tuấn Anh mà. À, đó. Tên em đẹp hơn. Bạn này trẻ quá à, em 27 tuổi mà nhìn em giống như là 20-21 á. Dạ, em đi lấy xe gì, em chở khách mà người ta kêu là ủa đủ tuổi không hay là lấy trộm xe nhà để đi chở khách kiếm tiền. Trẻ quá trời luôn. Ủa em lái được bao lâu rồi? Dạ em mới lái được có khoảng 5 tháng thôi. Do thực ra em là tay ngang thôi, chứ trước kia em là đi làm công ty. Cũng có việc gia đình nên em mới nghỉ. Rồi, con em? Dạ em là Đặng Hồng Thủy, em 29 tuổi. Em làm kế toán. Rồi mối tình chị em? Dạ em với chồng em là học liên thông chung lớp thì không có để ý gì đến nhau đâu. Mà thậm chí là em còn ghét nữa. Tại vì ngồi sau cái anh này nói chuyện từ đầu buổi đến cuối buổi. Đó là ấn tượng đầu tiên của em á. Chắc là em không thích lắm đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đầu thì không thích lắm. Anh dùng từ không thích là văn học đó. Dạ. Ghét thôi không? Dạ. Ủa nhưng mà là nói gì với em? Chuyện khó nói lắm. Chuyện của hai người đàn ông mà nên khó nói. Rồi em ấn tượng gì về cô này? Thực ra lúc mới vào lớp thì em chả ấn tượng gì. Chỉ có một lần là vì em in tài liệu á. Em có nợ 500 mà đòi tới giờ 500 đồng. 500 đồng hả? Dạ. Kế toán mà 500 phải đưa. Nhưng mà đến bao lâu thì mới ấn tượng tốt về bên kia? Dạ em là người chủ động tán chồng em. Ủa sao vậy? Dạ tại lúc đó là anh này với cái anh mà nhiều chuyện kia nữa đó. Mở một cái buổi tiệc là ăn á, rồi giới thiệu tên rồi để làm quen. Lúc mà giới thiệu thì em mới biết là đang FA. Thì nghe FA lúc đó em mới lên ý định là tán. FA là gì? Forever Alone. Forever Alone. Dạ. À vậy à. Dạ. Hiểu rồi. FA là ở không. Rồi sao? Em chủ động là em nhắn tin cho ổng. Dạ, mình cũng mở ý á, nhưng mà ảnh thì cứ lơ đi, rồi sau đó thì em mới là nói thẳng luôn. Mà anh này thì không chịu. Ý là em nói thẳng cứ từ chối miết vậy đó. Ủa sao vậy? Sao đàn ông mà tướng mignon mà sao chảnh quá vậy? Thực ra cũng không phải chảnh thôi, do trước đó cũng có chia tay một bạn rồi. Thôi cứ từ từ. Muốn cho tự do chút. Dạ, tự do chút đã. Không đau lòng nữa. Thì cứ từ từ mà vợ em thì cứ nhắn tin tận 3 lần lận. Ủa không đồng ý 3 lần luôn á. Nói chung là nói thì cứ lơ đi anh. Rồi xong rồi bạn em á thì mới nói là thôi chơi chung nhóm nữa. Mà cứ theo đuổi cũng như tán miết như vậy thì sợ đi chơi sẽ làm mất vui. Cái em nói thì thôi không tán nữa, tức là em lơ đi luôn. Xong rồi tự nhiên có bữa đó em đi học trễ á, lại nhắn tin hỏi sao giờ này chưa lên lớp. Em mới nói ông này ngộ, đó giờ có nhắn tin hỏi han gì đâu mà tự nhiên giờ quan tâm. Rồi xong sau bữa đó là hai đứa tự ngầm hiểu là quen nhau gì đó chị. Vậy thôi hả? Dạ. Chứ không có tỏ tình không gì. Không có lãng mạn gì hết. Dạ đúng rồi. Rồi quen nhau không tặng quà nhau nữa chị. Muốn mua cái gì là em thích cái gì em nói đi anh đi mua chứ. Còn em kêu là đó gì chứ ai tặng hoa cho em, anh tặng hoa đi. Anh nói là hoa đâu có ăn được, đâu gì nào ăn được em tặng. Từ hồi quen cho đến cưới bây giờ là không tặng một cây bông gì luôn đó anh. Anh cũng có máu kế toán. Đâu em có tặng quà mà chị, cũng tặng dây chuyền ấy, nhưng mà cứ sau mỗi lần tặng là làm mất á, nên thôi em chuyển sang đi ăn luôn cho chắc. Ồ vậy. Chưa tặng chắc ăn thì đâu có mất. Hả? Rồi tụi em yêu nhau là suôn sẻ có không? Suôn sẻ không? Thì lúc đầu mà công bố mà hai đứa quen nhau á thì lớp em đa số mấy anh chị lớn tuổi rồi nói là chắc hai đứa này quen nhau gì chắc được 2-3 tháng là xong. Chia tay tại vì lúc đó em cũng đi làm rồi, không có nhoi như chồng em. Chồng em thì cứ tưng tưng á, nên mấy anh chị thì không có ủng hộ lắm. Mấy anh chị nói thì quen 2-3 tháng chia tay lúc đó lại khó nhìn mặt. Thế là cũng quen, rồi đợt ảnh đi về quê á cũng nói với bố mẹ là con đang quen bạn gái trên đây, rồi nói là em lớn tuổi hơn á, rồi mẹ không có cho quen. Cũng lên chia tay đó. Em gọi mấy đứa em ở cùng phòng cũng được 5-6 đứa ra, bọn nó hồ hởi lắm, ngồi cười. Chắc là hai anh chị này trúng cái gì đây. Ăn uống xong rồi đi karaoke hát hò xong cái kêu anh với Thủy chia tay. Ồ mấy đứa trời, nó tưởng bọn em đùa, nó còn hồ hởi hơn nữa. Chúc mừng xong cười nói vui vẻ lắm. Sau vợ em mới khóc, bọn nó mới
tin là bọn em chia tay thiệt. Mà mấy đứa kia nó công nhận nó nuốt trôi hay gì. Dạ lúc đầu là không có biết anh hay chồng em có nói, gần tới về rồi mới nói. Cho nó nuốt xong rồi mới nói. Dạ. Hôm sau là ăn tiệc chia tay xong là sau đó ăn tiệc quay lại luôn đó anh. Sao mấy đứa này nó ăn hay vậy ta? Mà nó rủ, nó quyết tâm là phải cả có hai anh chị đi nữa nó mới chịu. Ờ. Rồi sau đó tụi nó có cầu nguyện là chia tay nữa không? Nó cũng cầu bao nhiêu lần rồi đó. Nhưng mà mình không có mắc mưu đúng không? Dạ. Cũng vui á, cặp vui. Rồi lấy nhau xong rồi còn vui giống vậy không? Hay là lúc đó là vỡ mộng? Lấy nhau thì xong em thấy vợ em sướng hơn luôn. Sao mà sướng hơn? Tính ra kể cả lúc có bầu cho đến lúc đẻ giờ vợ em vẫn sướng. Phải không? Đâu kể nghe đi. Sướng lắm. Vậy là cho bạn này vỡ mộng trước đi. Dạ vợ em ngoài luộm thuộm ra thì không có tật xấu gì đâu. Ngoài lộn thộm ra là không có tật xấu gì. Không có gì luôn. Nhiều lắm, kể không được nên em nói vậy cho nó ngắn. Anh hỏi nè, lý do nó có hai nguyên nhân. Một là nó nhiều quá, sợ kể nó bị dôi thời lượng. Hai là nhiều quá, kể ra sợ bị vợ đánh. Hả? Vợ em thì không có đánh đâu, hay cằn nhằn thôi. Vợ em là siêu cằn nhằn luôn á. Ví dụ đi làm hay là đi đâu hay là đi bạn bè, ví dụ mà có việc gì tức á hay là giận gì ai á, về nhà đổ lên đầu chồng. Mà được cái vợ em chịu khó mà cằn nhằn lắm, còn em chịu khó nghe lắm. Nói nghe nè. Dạ. Vợ em lôi thôi làm sao? Chị nhìn chị em... đâu thấy gì lôi thôi đâu. Đúng rồi, thì đấy em mới đầu quen cũng vậy đó chị. Sao lôi thôi sao vậy? Trời ơi, được cái hay lắm, mà bà đâu phải dục đó à? Nhưng mà em thì gọn gàng, em hay dọn nhà lắm nên bạn bè đến chơi lúc nào cũng khen nhà sạch quá. Cứ nghĩ vợ em dọn chứ không phải. Thực ra là vợ em dục đâu là em lượm đó liền đúng không? Vợ em từ hồi mà cưới em tới giờ á, hiếm khi nào mà được giặt đồ lắm. Trời ơi, có chọc ghê không? Giặt đồ có mấy giặt rồi mà anh nên em đâu còn phải giặt đâu, chỉ có là chồng em phơi thôi. Để em sửa lại cho hiếm khi nào được phơi đồ lắm. Rất là xỏ xiên nghe. Đấy là phơi đồ thôi anh. Còn rửa chén, lau nhà, quét nhà nữa. Không bao giờ được luôn. Không, chắc tháng cũng đừng làm cho anh. Do em đi làm đó anh. Em đi làm sáng dậy sớm thì em phải nấu cháo cho con, rồi sửa soạn hết, rồi chở con đi, rồi em đi làm luôn. Còn chồng em thì phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi lau nhà, quét nhà xong hết rồi chồng em mới chạy xe. Tại thời gian của chồng em nó không có quy định như công ty em. Rồi còn gì nữa? Hết rồi, giờ qua tật xấu của chồng thôi. Chứ còn gì nữa đó, nó không có cái tật gì xấu ngoài cái lượng thôi. Đó, lượng. Dạ. Còn gì thầy? Chồng em thì có cái tật là mỗi lần cầm điện thoại mà em kêu cái gì là một tiếng không có nghe. Kêu mà phải la làng luôn, cả sớm nghe qua nhìn coi có chuyện gì thì ảnh mới nhúc nhích. Chăm chú lắm. Mà coi điện thoại thì em phải lướt web hay là nhìn cô nào đẹp thì em không nói. Tối ngày lên coi máy bay, xe hơi, coi tiền là những cái thứ mà không mua được không à. Nó có mua được cái xe hơi đó. Đó, mua được xe hơi rồi mai mốt thế nào, ổng cũng là phi công cho coi nè. Em đang lái mà anh. Hỏi có gì quá à. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, có mỗi vậy thôi anh. Với lại mai mốt cãi nhau thì phải có người ấy, em chỉ ghét cái tật là im á anh. Thường thường thì nói nhiều lắm mà tới chừng mà cự nhau cái gì là cứ im, để một mình em nói. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã này đó điều gì? Bớt cằn nhằn cái chuyện lung tung giận cá chém thớt đi. Cứ tự nhiên giận ai đi về đổ lên đầu chồng nên em mới im vậy. Mà thực ra kể cả em có lỗi thì em cũng im. Im rằng là về. Áp dụng tới giờ vẫn còn tác dụng. Nhưng mà cô ấy không thích cái chuyện đó. Khi cũng cãi qua cãi lại cho đời nó vui. Dạ đúng rồi anh. Em đừng có ước cái điều đó. Trời ơi cái đó là dại dột đó. Dạ. Nói cái đó là nó vấn đề về cảm xúc thôi. Mình cảm giác là mình bị đơn điệu khi mà không có cái người mà gây lộn lại với mình. Dạ. Nhưng mà mình ước là mình bị lầm á, mình bị sai lầm đó. Cái miệng ông này cãi kiếm... đâu quá em cảm lại không đâu á. Dạ. Kiếm không có ra. Đừng có dại. Tại vì cãi được một lần sẽ cãi nữa. Đó. Dạ. Trời ơi đó thì nói chung là hai bạn này đều quá dễ. Còn bạn này phải có lôi thôi luộm thuộm thì em mới có đồ để lụm mà để lụm. Luộm thuộm mà còn mắng em nữa chị. Cứ mỗi lần em mở tủ ra em thấy lộn xộn em xếp lại cũng mắng. Sao anh xếp đồ của em? Trời ơi. Không phải chị, đồ bộ ở nhà mặt á thì em sẽ xếp theo bộ để mình khi mình lấy ra thì nó có sẵn một cặp. Còn anh xếp thì anh tách quần ở trên, áo ở dưới. Mà lấy được cái quần rồi em tìm cái áo không có ra. Dạ, nên em mới la. Chứ không phải là em trách là dọn đồ của em. Người ta sống trước mình 2 năm, người ta nói mình phải nghe lời. Thật ra tụi em rất là dễ thương. Nào, thôi thay mặt chương trình xin chúc cho hai em
cứ như thế này hoài, nghe không? Dễ thương quá trời. Hồi trước làm sao, bây giờ cứ như vậy, nghe không?